Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Trong thời gian này, các sản phẩm được khuyến mại và giảm giá có thể lên đến 100%. Đây là dịp để khách hàng, người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi, ưu đãi, hỗ trợ nhiều nhất, hấp dẫn nhất từ cộng đồng các doanh nghiệp. Điểm mới của tháng khuyến mại năm nay là có sự kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Đây là năm thứ hai chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia được tổ chức.